Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Thì các bác ơi, có nhiều anh em hỏi em là trong cái quãng thời gian anh em mình nuôi chim ấy, mình nuôi một con mái và một con trống, hoặc là mua nhiều con trống và một con mái hoặc hai ba con mái đó, thì có sợ chim nó bị nhàm hay không, nhàm mái hay không, nghĩa là nó có quá quen nhau rồi nó không còn căng nữa, nó nhiều nó không còn hứng thú nữa. Thì hôm nay xin phép làm cái video này chia sẻ với tất cả những các bác đang có những cái câu hỏi như này. Thực ra thì cái chủ đề như này thì nó cũng khá là thú vị và cũng rất là hay luôn. Cảm ơn tất cả các bác đã đặt ra những cái câu hỏi để em có những cái video em làm để em chia sẻ cho tất cả mọi người. Thì thực ra thì nếu mà nuôi một trống một mái ấy, nếu như anh em mà không luyện hót ấy, hoặc là anh em mà ốp nó quá nhiều ấy, thì nó cũng dẫn đến là cái cách là nhà mái. Thì cái cách để cho chim không nhà mái thì ở đây như thế này này các bác này. Các bác có thể nuôi cách xa nhau ra một chút. Có nghĩa là như thế nào, cách xa như nào, có nghĩa là con trống và con mái sẽ để một khoảng cách khá là xa các bác nhé. Đến khi mà con chim mái, con chim trống nó hót ấy, thì có nếu con chim mái nó có xùy đáp lại ấy, thì nó chỉ xòe xùy cái âm thanh làm sao nó con chim trống nó đủ nghe được các bác nhé, nó hơi vang vảng thôi, chứ nó không, các bác không nên để gần quá. Và cái thứ ba hai tiếp theo là anh em cũng hạn chế, anh em nghĩ là anh em hạn chế cho em là cái việc mà con chim trống và con chim mái gặp nhau nhiều các bác nhé. Có nhiều bác thì nuôi chim trống và chim mái, nghĩa là đây là những con chim già rừng các bác nhé, nghĩa là cứ để kè nhau gần bên cạnh, hoặc là để chung với nhau, thì cái thật sự là cái cách này thì nó cũng không hữu hiệu lắm, bởi vì là nó giống con người anh em mình thôi, suốt ngày gần gũi nhau hay như một cái gì lý do gì đó thì con chim nó cũng sẽ không căng được, nó nghĩa là nó không còn cái sự hưng phấn, nó không còn cái sự mới mẻ trong con chim. Ý tứ là như vậy các bác nhé, mình cứ liên tưởng đến con người thì con chim nó cũng thế thôi, thì các bác cũng vậy và em cũng vậy, đúng không các bác? Nói thì nó vui nhưng mà thực tế thì nó là như vậy các bác nhé. Và cái cách thứ hai là các bác có thể là gửi con mái đi, nếu mà các bác nuôi trong cái quãng thời gian dài của một vài tháng chẳng hạn đấy, thì thực ra thì nó cũng không phải là nhà mái đâu, các bác cũng không sợ nhà mái đâu, nếu như anh em biết cách nuôi thì thoải mái vô tư luôn, anh em thoải mái vô tư là anh em không bao giờ phải lo nghĩ là cái chuyện mà nó sẽ nhà mái đâu, nếu anh em chúng ta cho nuôi đúng và nuôi đủ là như nào, nuôi đúng là đủ là chúng ta ít cho cặp mái đi chẳng hạn, và chúng ta thường xuyên treo và luyện hót và tắm giặt rửa hàng ngày cho con chim để cho con chim nó khỏe mạnh, nó sống sức khỏe. Thì như các bác có thể thấy là để mà nuôi những chú chim họa mi mà không cần mái các bác nhé, không cần mái thì thường là anh em chăm tốt và chăm khỏe thì con chim nó cũng tự hót, tất nhiên là giọng hót nó cũng sẽ không lèo lá như khi mà gọi mái được, đúng không các bác? Hay là khi mà nó có mái được thì các bác cứ chăm tốt chăm đủ thì nó sẽ hót thôi, anh em cũng không sợ mà nó phụ mái. Và nếu mà anh em có mái và anh em sợ nhé, đây là những anh em sợ mà nó bị nhàm mái đi ấy, thì anh em hãy làm theo cách này cũng được này, anh em hãy mang con mái của mình đi gửi một nhà ai đó. Đó, gửi một nhà ai đó trong một thời gian nha. Khi mà các bác cứ nuôi con chim họa mi nó đang sung đúng không, các bác gửi ở nhà ai đó một vài ngày, hoặc là thậm chí là gửi một vài ngày đi, sau đó anh em ở nhà anh em chăm con chim thường xuyên, đến khi nào mình cảm nhận cái con chim họa mi của mình nó hót có phần hơi đuối đuối rồi ấy, nghĩa là sức khỏe nó vẫn có mà cái lượng lửa của nó trong người nó hơi đuối rồi ấy, thì lúc đó anh em có thể lấy con chim về, anh em có thể lấy con mi mái về và anh em lại treo xa ra, hoặc anh em hơi qua một tí thôi cho nó gặp khoảng tầm 3 đến 5 phút thôi, xong anh em lại cất con mái đi. Anh em lại để con mái ở nhà mình nhé, anh em đừng mang gửi nữa, để thì con chim nó lại lấy lại lửa. Nó lấy lại lửa thì cái cách này thì anh em lưu ý cho em như sau. Mình không nên để con chim họa mi đực nó mất lửa quá các bác nhé. Nếu mà nó mất lửa quá thì tránh tình trạng nó bị sập xuống rồi thì mình mang con mái về thì mình lại phải vực lại từ đầu. Nghĩa là chúng ta cảm nhận, ví dụ như đại khái như hôm nay con chim mình treo ra hót được khoảng tầm 2 tiếng thì nó thôi, nó không hót nữa đúng không các bác, thì cái đó vẫn ok, ngày mai vẫn treo ra nó vẫn thế, nhưng ngày kia treo xuống thì nó chỉ hót khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng mà cảm giác nó tự nhiên nó chán, nó không muốn hót nữa ấy. Thì lúc đó anh em hãy mang mái về thì luôn nó sẽ tạo ra cảm giác hưng phấn hơn cho con chim trống đấy. Anh em nhá, thì anh em làm như vậy cho em, hoặc là cái cách tiếp theo là anh em có thể ví dụ ở quanh đó các bác chơi với nhiều bác chơi chim họa mi ấy, thì thi thoảng các bác có thể mượn một con mái lạ về. Các bác hơi qua cho nó một tí thì cái cách này thì nó cũng rất là hiệu quả. Nhưng thực ra là như này này, con chim họa mi nó sống với nhau nó cũng khá là chung thủy các bác nhá. Có nhiều con họa mi trống em đã từng gặp rồi. Có những con chim mà khi mà mình ghép cặp con chim này với con chim kia, con chim mái với con chim trống thành một cái cặp rồi nhá, thành một cặp ok rồi. Đó, khi mà cái cặp đó rất là ok rồi mà các bác mang đi, các bác mang con mái đi ấy, và con trống nó không thấy con mái đó nữa thì nó tự nhiên nó sẽ mất điện, có những con nó sẽ xù đầu lên và chúng ta mang con chim mái khác về ghép nó không hợp đâu. Đấy, có những con nó cũng sẽ không hợp các bác nhé.
có những con nó cũng sẽ không hợp, nên là nó cũng sẽ không lên lửa được. Nên là cái cách này chúng ta có thể mượn về một thời gian, nghĩa là đại khái mình đảo qua, lướt qua như kiểu này. Là hôm nay anh em mình đang như kiểu con người ấy, thi thoảng mình gặp một cái gì đó mới mẻ thì mình có hưng phấn một chút lên, đúng không bác? Thì con chim nó cũng thế thôi. Thì đấy là những cái cách mà em chia sẻ với tất cả các bác. Nhưng mà ngoài ra ấy, con mái thì thực ra là như này này các bác này. Con mái thì nó cũng là cái con chim giúp để cho anh em làm sao mà vực lửa tốt. Vực lửa tốt và con chim nó giữ cái phong độ ổn định con nhá. Nhưng bên cạnh đó thì thực sự là các bác cũng phải chăm những con chim nó thật là khỏe. Nó thật là khỏe, nó thật là tốt, nó có sức khỏe tốt và sức khỏe ok thì nó sẽ ok hơn các bạn. Thì nó sẽ gọi là sẽ sức khỏe và cái giọng hót nó sẽ bền bỉ hơn, nó không bị mất điện các bạn. Kể cả khi chúng ta không có mái thì con chim nó cứ bền bỉ như thế nó chơi. Chứ nói thật với các bác là có nhiều anh em mà cứ nuôi các bạn là có mái thì nó sẽ hót, thì không phải đâu các bạn. Nếu có mái nó sẽ hót thì chúng ta sẽ không cần phải những cái cám ngon, thì cám của em sẽ bán cho ai, đúng không các bác? Cũng không cần phải cám ngon, không cần phải mồi tươi, cũng không cần phải bất cứ một cái gì cả, đúng không các bác? Đây là những cái mà kinh nghiệm cá nhân mà em đã đúc rút ra một trong một khoảng thời gian. Ý tứ như này nhá, các bác có thể thấy là các bác đi bất cứ một nhà ai đấy, nếu như cái người đó mà chăm chim ấy, các bác để ý cái lồng người ta thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là con chim của người ta rất là bóng mượt, thì kiểu gì con chim này người ta cũng hót đấy. Những cái người đó kể là người ta nuôi không có mái thì nó vẫn cứ hót các bác nhé. Nhưng nếu mà có mái vào nữa thì nó sẽ hót tuyệt vời hơn nữa rất là nhiều đấy. Anh em chú ý là con mi nó rất là ok. Còn cái cách mà họa mi bị nhà mái hay không thì trên đây là có một cái vài ý kiến mà em gợi ý cho các bác, thì hy vọng là sẽ giúp ích được các bác phần nào, đặc biệt là những cái bác mà đã hỏi em những cái câu hỏi là có sợ chim bị nhà mái hay không. Thì đấy, thì em xin trả lời với các bác là nó là như vậy. Thực ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Cứ mỗi một video lên thì nó là một cái góc cạnh khác nhau tùy về con chim họa mi cũng như các loài chim khác. Đấy, thì hy vọng là qua cái video này anh em sẽ ủng hộ em phần nào các bác nhá. Thì anh em sẽ giúp đỡ anh em phần nào về cái cách mà nuôi chim cò các kiểu các bác nhá. Thì thực ra là trên đây là những cái video thì em chia sẻ như vậy. Và một lần nữa thì cuối video thì em cũng xin phép là cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ sản phẩm cám hoạt họa mi bên em. Nếu bác nào mà còn do dự các bác nhá, nếu bác nào mà còn do dự hoặc là chim của các bác đang yếu lửa hay là đang sức khỏe đang kém, thì các bác có thể là nhắn tin qua cho em, thì em sẽ gửi tặng các bác một bịch cám 200g các bác nhá. Một bịch cám 200g thì bên em có cám khiếu này, cám chòe và cám mi. Khiếu, chòe và mi. Thì nếu các bác mà muốn dùng thử một trong ba loại đó thì các bác có thể nhắn tin cho em, thì em sẽ gửi tặng các bác. Gửi tặng các bác thì các bác phải mất 30.000 tiền phí ship các bác nhá, bởi vì là bên em chỉ có thể là tặng các bác được sản phẩm cám thôi, còn tiền ship thì các bác tự giá. Thì thực ra là như này này. Mỗi bác chỉ các bác mà lấy thì các bác lấy một loại giúp em nhé, một loại giúp em. Nếu mà bác nào mà muốn trải nghiệm cái sản phẩm cám hoạt họa mi bên em ấy, thì cám chim họa mi, cám khiếu, cám chòe ấy, thì các bác có thể nhắn tin qua cho em theo số điện thoại là 0974648999 thôi nhé. Cái số này em cũng có Zalo hoặc có nhắn tin trực tiếp. Các bác chỉ cần nhắn cho em xin nội dung như này thôi. Thứ nhất là cái số điện thoại, thứ ba là địa chỉ, và thứ ba là bác chỉ nói là em muốn dùng thử cám họa mi. Đấy, bên em xác tự ok lại, chứ bác đừng hỏi là bác ơi có được tặng cám họa mi hay không. Thì thực ra là bên em đang rất là muốn các bác dùng thử bên cả sản phẩm bên em. Vì sao? Vì là nếu các bác còn xem kênh của em thì khả năng rất là nhiều và các bác sẽ ủng hộ em cái sản phẩm cám đó. Nhưng trước khi các bác ủng hộ thì em muốn các bác trải nghiệm thực tế cái sản phẩm cám bên em, để xem con chim nhà các bác có hợp không. Nếu mà nó có hợp thì đấy là điều rất là tuyệt vời, thì các bác có thể quay lại mua của em. Còn nếu không hợp thì nó cũng không sao cả, nó cũng chỉ là mất đi 30.000 tiền ship của các bác thôi, đúng không các bác? Và em cũng chỉ mất đi một hai lạng cám thôi, nó không đáng bao tiền cả. Nhưng mà tuy nhiên thì em tặng rất là nhiều, rất là nhiều, và gần như là ngày nào cũng tặng các bạn, tặng ngày nào cũng phải đấm chục đơn đấy, tặng tất cả mọi người, nên là cái số lượng nó càng ngày nó càng lớn đấy. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì em cũng rất là hy vọng là cái chương trình tặng cám này sẽ giúp ích được cho các bác phần nào. Mong các bác hiểu để các bác trải nghiệm thực tế, rồi các bác hãy bỏ tiền ra mua. Nếu các bác nào mà chưa mua sản phẩm bên em nhé, thì các bác đừng mua, các bác hãy dùng thử trước. Nếu các bác dùng thử trước, các bác cảm thấy ok thì các bác hãy bỏ tiền mua. Thì lúc đó cái đồng tiền của các bác chi trả nó mới đúng mục đích, nó mới các bác mới sướng và em mới có hài lòng thôi nhé. Thì trên đây là cái video ngắn gọn và em chia sẻ là các bác là cái cách mà làm sao để họa mi khỏi bị nhà mái các bác nhé. Thì nó chỉ ngắn gọn vậy thôi. Thì em xin phép là kết thúc video đây. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Chúc các bác xem video vui vẻ và hẹn gặp lại các bác ở những video ngày mai. Ngày nào em cũng có một video lên. Bye bye tất cả các bác. Hy vọng là các bác ủng hộ em các bác nhé. Xin chào tất cả mọi người.